Theo phản ánh của người dân các đầu số 052 cộng 84563, 84528 hay là 84582 nhắn tin tới điện thoại di động của người dân với nội dung thông báo việc nhận trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc nhắn tin qua tin nhắn SMS, các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua mạng xã hội Zalo khi người dân đăng nhập vào các đường link lừa đảo trên sẽ hiển thị giao diện giao dịch giống với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng người dân đang sử dụng. Sau đó các giao dịch này sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm dụng tiền trong tài khoản của người dân. Theo đó, trung tâm công nghệ thông tin bảo hiểm xã hội việt nam đã đề nghị cục viễn thông cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông thông tin cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông dịch vụ internet thông báo đến các thuê bao về các kênh thông tin chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam để người dân được biết tránh bị lừa chiếm đoạt tiền trên tài khoản điều phối ngăn chặn xử lý tin nhắn thư điện tử cuộc gọi giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội ngăn chặn các ứng dụng đường link trang web lừa đảo